mong muốn trở thành cái người như nào thì mình phải xây dựng cái hình ảnh đó, mình xây dựng cái hình ảnh cái con người như đó trước khi mà mình có được nó. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái dạy những cái giá trị như thế nào, những cái niềm tin như nào để chúng ta hướng tới những cái tương lai của mình. Đấy, và những cái điều gì sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lên cái tương lai của mình, cái bản thiết kế như thế nào thì chúng ta sẽ xây dựng trên cái tương lai của mình. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta muốn xây một ngôi nhà, khi mà chúng ta muốn xây một ngôi nhà thì chúng ta phải hình dung trước trong đầu mình những cái thiết kế, những cái công năng, những cái giá trị trong cái ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó để phục vụ cho ai, đúng không ạ? Rồi những cái công năng mình mong muốn có là gì? Sau đó bắt đầu chúng ta tưởng tượng ra cái ngôi nhà mà chúng ta sẽ có. Sau đó là chúng ta thiết kế ra nó. Chúng ta có thể nhờ kiến trúc sư, họ là cái người mà có cái kỹ năng cũng như là có chuyên gia, có chuyên môn, và họ sẽ tư vấn thêm chúng ta. Cửa bếp thì như nào, rồi là kích thước giường tủ bàn ghế như nào, đúng không ạ? Nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải biết là chúng ta muốn cái gì. Đó. Thế thì bao nhiêu anh chị em chúng ta đã sẵn sàng cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay? Vui lòng comment là sẵn sàng được không ạ? Ở đây chúng ta phải hiểu về cái công thức gọi là tổng thể để mà chúng ta tìm ra cái giải pháp cho cái việc lập trình của mình. Đấy. Tại sao mà cái vẫn là một cái điện thoại thôi, nhưng mà có nhiều người sử dụng cái điện thoại đấy một cách hiệu quả, còn có nhiều người thì không. Có nhiều người thì có những cái phần mềm mà nó phục vụ cho công việc, có nhiều người thì chỉ có những cái phần mềm phục vụ cho gì ạ, cho việc giải trí. Thì tại sao là mỗi vẫn là cái phần cứng đấy, nhưng mà cái phần mềm khác nhau thì nó tạo ra cái điện thoại mà nó khác nhau, đúng không ạ? Tại sao vẫn là những cái con người cũng là máu thịt như vậy, nhưng mà tại sao có những cái người thì họ rất là giỏi, còn có những người thì rất là bình thường, đúng không ạ? Bởi vì là cái phần mềm mình cài đặt vào bên trong nó khác nhau. Vì vậy là chúng ta phải cài đặt những cái phần mềm như thế nào. Thì ở đây thì Huy chưa nói đến cái phần mềm về cài đặt như nào, nhưng Huy chia sẻ với anh chị em cái đầu tiên đó là gì ạ? Đó là cái việc mà chúng ta hiểu về cái việc mà lý do tại sao chúng phải cài đặt cái phần mềm. Thế thì khi mà chúng ta muốn có kết quả ấy, chúng ta muốn có kết quả, kết quả nó được gì ạ? Nó được định hình bởi cái gì ạ? Kết quả nó sẽ được định hình từ những cái thứ gì anh chị em? Nếu mà chúng ta muốn có kết quả, ví dụ như là gì ạ, là chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ khỏe mạnh, chúng ta sẽ độc lập tài chính, sẽ tự do, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta có cái kết quả đấy thì điều gì giúp chúng ta có kết quả? Theo anh chị em, điều gì giúp cho chúng ta có kết quả? Đúng rồi. Thì chỉ có hành động thì mới tạo ra kết quả thôi anh em nhé. Học thì chưa kết quả. Hôm trước có cái anh chia sẻ lên Facebook, anh bảo là dậy sớm để thành công. Thế là ngay lập tức ở bên dưới có mấy comment: tôi dậy sớm mãi mà chẳng thấy thành công đâu cả. Vâng, đúng rồi. Dậy sớm thì có thể sẽ thành công, nhưng mà dậy sớm không có nghĩa là sẽ thành công. Dậy sớm nhưng mà không hành động để mà tạo ra thành công thì nó không có thành công đâu, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái gì để tạo ra được cái gì ạ, cái hành động này, thưa anh chị em, cái gì tạo ra cái hành động này, điều gì khiến chúng ta hành động và chúng ta không hành động, điều gì ạ? Rất tuyệt vời, các bạn đã tìm ra rồi. Đấy. Cảm xúc chính là cái thứ khiến chúng ta hành động hay không hành động. Anh chị em nhớ điều này nhé.
cảm xúc mới dẫn đến hành động chứ không phải là cái suy nghĩ đâu. Suy nghĩ thì chưa ra hành động được. Suy nghĩ phải tạo ra cảm xúc. Ví dụ như này, mình nghĩ rằng là mình sẽ kiếm tiền, nhưng mà mình không có cảm xúc về cái tiền đó. Mình sợ rằng là cái tiền đấy là diện là mình khi mà mình nhìn thấy tiền ấy, là mình không có cảm xúc với nó ấy, thì mình sẽ không kiếm được tiền. Mình không máu kiếm tiền thì mình sẽ không kiếm được tiền. Mình biết là mình phải kiếm tiền đấy, mình suy nghĩ là mình phải kiếm tiền đấy, nhưng mà chưa có cảm xúc thì sẽ chưa có cái hành động. Cho nên là cảm xúc sẽ dẫn dắt 80% những cái hành động trong cuộc sống của chúng ta. Mà chỉ hành động thì mới tạo ra kết quả thôi. Đấy. Thế cái gì tạo ra cảm xúc thưa anh chị em? Điều gì tạo ra cảm xúc ạ? Cái điều gì tạo ra cảm xúc anh chị em? Rồi. Rồi. Rất tốt. Những cái điều mà tạo ra cảm xúc đó là gì ạ? Đó là niềm tin cộng với gì ạ? Cộng với giá trị. Giá trị và niềm tin của chúng ta sẽ tạo ra cảm xúc. Ví dụ như là chúng ta có niềm tin rằng là chúng ta sẽ trở nên giàu có, thì chúng ta sẽ có cảm xúc về tiền. Chúng ta sẽ có cảm xúc về những cái thứ mà tạo ra tiền. Ví dụ như là những cái việc học tập chẳng hạn. Đó. Đúng không ạ? Và giá trị đó là gì ạ? Là chúng ta hướng tới những cái điều mà chúng ta có thể là giúp đỡ cho mọi người, thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có cảm xúc. Vẫn là kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền để giúp đỡ mọi người thì nó sẽ có cảm xúc khác. Nhưng mà kiếm tiền để cho bản thân mình ăn sung mặc sướng thì cái cảm xúc nó sẽ khác. Được chưa ạ? Cho nên là niềm tin cộng giá trị sẽ tạo ra cảm xúc. Đó. Ok không ạ? Thế cái điều gì thì tạo ra niềm tin ạ? Điều gì tạo ra niềm tin và giá trị của mình thưa anh chị em? Điều gì thì tạo ra niềm tin và giá trị ạ? Đấy. Ngày hôm nay chúng ta được học cái công thức, nó gần như là công thức tổng thể đấy. Và công thức này sẽ đi với anh chị em sẽ rất lâu. Rồi. Đúng rồi anh chị em. Ở trên này chúng ta sẽ phải đưa vào cho chúng ta những cái gì? Thứ nhất, để có niềm tin, chúng ta phải có thông tin. Để có niềm tin, chúng ta phải có thông tin về nó. Đúng không ạ? Rồi. Chúng ta cần có gì nữa ạ? Cần có trải nghiệm. Đúng không ạ? Chúng ta cần có những cái thói quen. Được chưa? Muốn có niềm tin, chúng ta phải xây dựng cho mình những cái gì ạ? Đầy đủ thông tin. Khi nói ví dụ như này, trước đây á, là Huy không bao giờ là chạy bộ được, bởi vì Huy có cái niềm tin rằng là mình là cái người bị thoát vị ế đệm, mình là một cái bệnh nhân và bác sĩ nói rằng là bệnh thoát vị ế đệm thì không có chạy bộ được. Đấy. Cho nên Huy có cái niềm tin rằng là Huy không chạy bộ được. Đấy. Và sau khi Huy có những cái thông tin rằng là bệnh thoát vị ế đệm nhưng mà vẫn có thể gì ạ? Vẫn có thể chạy được nếu mà biết cách chạy nhẹ nhàng. Sau đó là Huy có những trải nghiệm, đó là Huy nghe cái câu chuyện của một cái anh bạn, đó là anh ấy cũng bị thoát vị ế đệm nhưng mà anh đã vượt qua nó và anh đã gì ạ? Anh đã có những cái kết quả, anh có những cái huy chương. Và sau đó thì Huy bắt đầu thay đổi cái gì ạ? Cái niềm tin của mình, đó là mình có thể làm được việc đó. Đấy. Và cái điều này nó được kết hợp rất nhiều những cái thông tin khác nhau. Đó. Và dẫn đến là cái việc mà mình thay đổi cái niềm tin. Và sau khi Huy thay đổi cái niềm tin thì Huy có cảm xúc với cái việc chạy bộ. Và sau khi Huy có cảm xúc với việc chạy bộ thì Huy bắt đầu đặt mục tiêu cho nó. Đấy. Và sau khi đặt mục tiêu thì Huy có những cái hành động để mà gì ạ? Để mà tiến tới những cái mục tiêu đó.
Và sau khi Huy có những cái hành động rất là cụ thể thì Huy đã có kết quả. Đó là Huy chinh phục được 10 km đầu tiên, sau đến 21 km, 15 km, sau đến 21 km, và cuối cùng là Huy đã chinh phục được mức 42 km, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm thì nó có thể ra kết quả, thì kết quả nó có thể có hai trường hợp. Một, đó là kết quả tốt. Hai, là kết quả không tốt. Đúng không anh chị em? Kết quả tốt. Kết quả tốt hay nó gọi là thành công. À, hay nó gọi là thành công. Đúng chưa ạ? Thì nó làm sao ạ? Nó sẽ giúp chúng ta có thêm những cái gì ạ? Có những thêm những cái trải nghiệm. Và từ những cái trải nghiệm đó giúp chúng ta sẽ có gì ạ? Có những cái niềm tin mạnh mẽ hơn. Chúng ta có những cái giá trị lớn hơn. Đúng không ạ? Ừ. Ví dụ giá trị của chúng ta đó là gì ạ? Là sự mạnh mẽ. Đó. Sự mạnh mẽ, giá trị của chúng ta là mạnh mẽ. Giá trị của chúng ta là sự dũng cảm, dám vượt qua những cái điều mà người khác không dám làm. Đấy, thì đấy là giá trị, đúng không ạ? Còn niềm tin là tin rằng là tôi có thể làm được. Đấy, thì đấy là niềm tin. Mình tin vào những cái chia sẻ của những cái người khác. Có những người thì sao ạ? Nghe ông kia ông chia sẻ là ông ấy chạy 42 km nhưng mà không tin. Đấy là gì ạ? Đấy là do mình thiếu cái niềm tin. Và thiếu niềm tin do mình thiếu cái thông tin về ông ấy. Và mình thiếu cái trải nghiệm về ông ấy, cho nên mình không tin. Đó. Và kết quả thì nó cũng có thể ra cái kết quả là gì ạ? Kết quả không tốt. Đúng không ạ? À, kết quả không tốt. Kết quả không tốt thì làm sao ạ? Thì nó gọi là bài học. À, như vậy ở đây là gì ạ? Nếu mà kết quả tốt thì chúng ta thành công thì đã ngon rồi, không vấn đề gì cả. Nhưng kết quả không tốt thì chúng ta gì ạ? Cho chúng ta một cái bài học. Và cái bài học này làm sao ạ? Thì nó cũng cho chúng ta những cái trải nghiệm. Đúng không ạ? Và cái trải nghiệm này thì nó làm sao ạ? À, nếu như mà chúng ta có cái phần mềm mà tích cực nha. À, chúng ta có phần mềm mà tích cực thì chúng ta làm sao ạ? À, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mà tích cực. Tuy nhiên nếu như cái phần mềm của chúng ta là phần mềm tiêu cực thì cũng là cái bài học này, cũng là cái kết quả này thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra những cái gì ạ? Những cái trải nghiệm nó gì ạ? Nó không tích cực. Và khi mà trải nghiệm không tích cực thì chúng ta có những cái niềm tin gì ạ? Niềm tin yếu đuối, niềm tin gì ạ? Niềm tin tiêu cực. Và khi mà chúng ta có những cái niềm tin tiêu cực thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ có cảm xúc tiêu cực với nó. Ví dụ khi mà chúng ta cũng gì ạ? Thử kinh doanh. Chúng ta cũng gì ạ? Có cảm xúc về tiền, cũng muốn kiếm tiền. Và chúng ta thử kinh doanh, nhưng mà chúng ta gì ạ? À, kết quả là chúng ta không thành công. À, tức là chúng ta không tốt, kết quả không tốt, không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền thì làm sao? À, chúng ta có trải nghiệm, đấy là gì ạ? Là trải nghiệm không tốt. Và khi chúng ta có trải nghiệm không tốt thì sao ạ? À, chúng ta có trải nghiệm không tốt thì chúng ta gì ạ? Tin rằng là mình không có làm được gì hết. Và khi mình tin rằng không làm được gì hết thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ có cảm xúc tiêu cực. Và khi mình cảm xúc tiêu cực thì mình sẽ không làm gì cả. Đúng không ạ? Mình sẽ không tiếp tục hành động mạnh mẽ nữa. Mình sẽ không tiếp tục hành động để hướng về cái mục tiêu lớn hơn nữa. Và khi đó chúng ta lại có kết quả càng ngày càng tệ hơn. Và kết quả tệ hơn thì nó càng gì ạ? Nó càng kém hơn và gì ạ? Nó càng khiến cho chúng ta tin rằng là chúng ta là cái kẻ vô dụng. Và khi đó chúng ta lại tiếp tục cái vòng là gì ạ? Cái vòng đi xuống. Đó, nó gọi là cái vòng xoáy nó khiến cho chúng ta nó đi xuống này. Đấy, đi xuống và càng ngày nó càng nhỏ bé hơn. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta là cài đặt một cái phần mềm tích cực thì kể cả kết quả tốt hay xấu thì chúng ta sẽ gì ạ? À, sẽ tạo ra cái vòng xoáy đi lên như này. Và càng ngày nó càng gì ạ? Mở rộng, nó càng to hơn và càng gì ạ? Vươn lên trên. Đấy. Thế thì lập trình cái tương lai của mình, lập trình cái cuộc sống của mình để đi theo cái chiều hướng đi lên này hay là đi theo cái chiều xuống, cắm đầu đi xuống này. Nếu mà chúng ta không lập trình thì chúng ta sẽ đi kiểu gọi là vòng vèo như này. Nó có may mắn nó lên tí xong nó lại xuống. May mắn nó đi lên, nó đi xuống. Và có thể là chúng ta sẽ đi lòng vòng như này. Có lúc lên, lúc xuống anh em. Đấy. Và nó cứ như thế này. Đấy, cuộc sống nó cứ cắm xuống như này. Đấy. Và nó cắm đầu đi xuống nhỉ. Tức là không lập trình gì cả thì nó sẽ đi theo một cách gọi là bản năng, hay là người ta gọi là gì ạ? Là phụ thuộc vào dòng đời, tức là nó cứ thế, nó cứ trôi thôi. Nó không có một cái sự
nó không có một cái gọi là lập trình, nó không có bài bản, nó không có một cái con đường nào cả. Rất nhiều bạn trẻ khi mà Huy nó hỏi, Huy nói chuyện, rất nhiều người, không phải bạn trẻ đâu, những người ít trải nghiệm, kể cả những người lớn tuổi, thì khi mà Huy hỏi là 5 năm nữa, 10 năm nữa thì anh chị sẽ làm gì, sẽ ở đâu, thì họ thường nói rằng là ui rồi sao mà biết được. Đúng không? Bao nhiêu anh chị em chúng ta không biết được 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ ở đâu, chúng ta sẽ là ai. Không biết được, bởi vì sao ạ? Bởi vì có quá nhiều thứ nó có thể thay đổi. À, nhiều thứ thay đổi ở đây có nghĩa là gì anh chị em? Có nghĩa là chúng ta bị phụ thuộc vào môi trường. Nếu mà tôi may mắn thì tôi sẽ ở nhà biệt thự, còn không may mắn thì tôi sẽ ở nhà phố, nhà chung cư, không may mắn nữa thì chúng ta sẽ thuê nhà ở nông thôn, ở quê, ví dụ thế. Thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta bị phụ thuộc bởi gì ạ? Bởi môi trường. Và khi mà chúng ta bị phụ thuộc bởi môi trường thì tức là chúng ta đang không nắm được cái vận mệnh của mình, chúng ta không nắm được cái gì ạ? Cái cuộc đời của mình, chúng ta không điều khiển cuộc đời của mình. Cuộc đời chúng ta là một cái chiếc xe, nhưng mà chúng ta lại thả tay ra để cho nó gì ạ? Nó đi lung tung. Đấy. Hoặc là chúng ta bị phụ thuộc vào gì ạ? Cái người khác. Chúng ta không có dám nhận lấy cái gì ạ? Cái con đường của mình, hay nhận lấy cái cuộc sống của mình, hay không dám giành lấy cái sự điều khiển cái cuộc đời của mình. Mình bị phụ thuộc vào người khác. Ví dụ như này, rất nhiều người phụ nữ nói rằng tôi không hạnh phúc bởi vì chồng tôi thế này thế kia. Có không anh chị em? Rất nhiều người phụ nữ nói rằng tôi không hạnh phúc bởi vì chồng tôi không ủng hộ, rồi là chồng tôi đi nhậu, rồi chồng tôi kém cỏi, rồi chồng tôi không kiếm tiền giỏi, rồi thế này thế khác rất nhiều. Xin thưa anh chị em là gì ạ? Là các chị em là đang gì ạ? Đang đổ lỗi và đang gì ạ? Đang không nắm lấy cái cuộc đời của mình. Cuộc đời chúng ta phải do chúng ta chịu trách nhiệm, không phải do bất kỳ bố con thằng nào hết. Rất nhiều người đàn ông thì nói rằng là gì ạ? Tại vì vợ tôi nên tôi không thành công. Vâng, đúng rồi thưa anh chị em, bởi vì phía sau thành công của những người đàn ông là bao giờ cũng là người phụ nữ rất tuyệt vời. Tuy nhiên vợ chúng ta chưa tuyệt vời, cho nên chúng ta đổ lỗi cho vợ mình. Cái điều này là cái điều mà Huy đã từng làm trước đây. Huy đã từng làm trước đây rất nhiều lần. Huy đổ lỗi rằng tại vì vợ mình mà mình không thành công. Bởi vì mỗi lần mình định làm cái điều gì đó, vợ Huy bao giờ cũng dội cho Huy một gáo nước lạnh. Úi giời ơi, làm sao được, làm gì được. Không. Điều này hoàn toàn đúng anh chị em. Tuy nhiên, điều đó nó lại sẽ làm cho cuộc đời chúng ta càng ngày càng đi xuống. Cho đến một ngày Huy quyết định đứng lên để mà giành lấy cái sự gì ạ? Kiểm soát cái cuộc đời của mình. Vùng lên anh chị em. Tức là gì ạ? Mình sẽ làm tất cả những cái việc gì mình thấy rằng cần phải làm, ngay cả khi vợ phản đối. Ngay cả khi mà anh chị em tưởng tượng này, Huy đi học vợ Huy cũng phản đối. Thế mới hay, không hiểu tại sao. Đấy, nhưng mà sau này Huy mới phát hiện ra đó là gì ạ? Khi mà mình đi học thì mình không xuất hiện ở nhà, mình không hiện diện ở nhà. Và khi mình không hiện diện ở nhà thì cô ấy cảm thấy là gì ạ? Cảm thấy không an toàn, cảm thấy bị thiếu thốn, cảm thấy bị làm sao ạ? Cảm thấy vất vả hơn, phải chăm lo con, phải lo việc nhà, phải thế này thế kia. Mình ở nhà thì mình chăm con, mình nấu cơm, rửa bát, đủ hết. Đấy. Nhưng mà khi mà mình quyết định nắm lấy cái gì ạ? Cái cuộc đời của mình, thì khi đó mình sẽ làm những cái điều gì mình nghĩ rằng cần phải làm. Học tập là việc mình cần phải làm. Bất kể mình là ai, kể cả là mình là phụ nữ hay đàn ông, kể cả chồng cấm hay là vợ gì ạ? Không ủng hộ, thì việc mà mình thấy rằng cần thiết thì mình cứ làm. Đúng không ạ? Mình không cần phải tranh cãi, cũng chẳng cần phải bảo vệ quan điểm, cũng chẳng cần phải thuyết phục gì hết. Đúng không ạ? Việc mình thấy cần phải làm là mình cứ làm thôi. Đúng không ạ? Đấy. Và kể cả là gì ạ? Là cái việc đó có thể là đúng, có thể là sai. Nhưng cái quan trọng nhất, nếu mà sai thì chúng ta làm sao ạ? Rút kinh nghiệm, chứ chúng ta không đổ lỗi. Đúng không ạ? Không đổ lỗi là gì ạ? Là tại vì vợ mình, tại vì chồng mình. Nếu như mà tôi không đi học, nếu như mà tôi không phát triển, và khi đó thì Huy, vợ Huy nói rằng là thôi anh đi làm thuê thì kiếm tiền, gọi là kiếm tiền nó ổn định, thế là được rồi, không cần phải nhiều, không cần phải ấy đâu. Đấy, trong khi mình thì mình muốn sự tự do, mình muốn
sự phát triển đó, chứ mình không có muốn nó ổn định một cách gọi là không không an toàn, khó phát triển. Thế khi đó là nếu mà mình đi theo cái gọi là hướng dẫn đó, thì sau này nếu khi mà về già rồi và mình vẫn không được sống là chính mình vẫn không được trải nghiệm hết cái năng lực của mình không được thử thách bản thân mình không trưởng thành lên, và càng ngày mình càng đi xuống. Bởi vì sao ạ? Mình làm theo cái điều của người khác chỉ bảo, cho nên mình sẽ cảm thấy rất là ấm ức, rất là khó chịu, đúng không ạ? Đấy. Khi đó thì sao ạ? Khi đó thì mình sẽ quay ra mình trách móc vợ mình, và mình không muốn làm điều đó, mình không muốn trách móc cô ấy, cho nên là gì ạ? Cho nên là mình phải chịu trách nhiệm ngay từ bây giờ. Đấy. Mình phải chịu trách nhiệm về điều đó, chứ không phải là mình cứ vì chiều theo người khác, vì mà mình gì ạ? Mình không muốn người khác buồn, vì là mình gì ạ? Yêu thương người khác, sau đó là mình gì ạ? Mình bị trở thành cái con người mà không đúng là chính mình. Cho nên có một cái giá trị mà chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em, đó là gì ạ? Một cái giá trị đó là sống thật. Ở đây thì sống thật đối với là gì ạ? Là sống thật với chính bản thân mình, sống thật với chính những cái cảm xúc của mình, sống thật với những cái suy nghĩ của mình, sống thật với những tư duy của mình, sống thật với những gì mình đang có, sống thật với những gì mình mong muốn. Đó, đấy là những cái giá trị mà chúng ta hướng tới. Trong cái phần giá trị thì chúng ta có hai cái giá trị chính, đó là giá trị hướng tới, giá trị hướng tới và giá trị là gì ạ? Giá trị né tránh. Đó, có hai cái giá trị chính. Có rất nhiều giá trị anh chị em, nhưng sẽ có hai cái giá trị chính, đó là giá trị hướng tới và giá trị né tránh. Giá trị hướng tới ví dụ như này. Ví dụ như là chúng ta là một người có trách nhiệm, có trách nhiệm, đấy là giá trị hướng tới. Đó, giá trị hướng tới sẽ là giúp chúng ta có những cái suy nghĩ tích cực. Đó, tất cả những thứ này nó đều là suy nghĩ của anh chị em nhé. Tất cả những thứ này nó đều là suy nghĩ hết. Thế thì khi mà chúng ta có giá trị hướng tới thì chúng ta sẽ có những cái tư duy, những cái suy nghĩ tích cực. Còn giá trị né tránh là ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái giá trị, có những cái thứ mà khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta tránh, chúng ta không làm. Ví dụ giá trị né tránh đó là chúng ta không làm hại người khác. Đấy, chúng ta không làm hại người khác, chúng ta phải né tránh cái điều đó. Đấy, hoặc là chúng ta không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, thì đấy là giá trị né tránh. Hoặc là có những cái giá trị né tránh giống như là cái việc mà ví dụ như là chúng ta sẽ không gọi là bảo vệ những cái người yếu thế hơn, thì đấy là gì ạ? Đấy là chúng ta né tránh những cái giá trị đó, đúng không ạ? Những giá trị hướng tới ví dụ như là chúng ta sẽ trở thành cái người gì ạ? Người khỏe mạnh, chúng ta sẽ là những cái người gì ạ? Người có giá trị. Đó, là những người trao đi, những người giúp đỡ người khác, những người sẵn sàng cống hiến, thì đấy là cái giá trị chúng ta hướng tới. Chúng ta là người dũng cảm, chúng ta là người lao động với cái hiệu suất cao, chúng ta là người chăm chỉ, thì đấy là cái giá trị chúng ta hướng tới, đúng không ạ? Hoặc là những cái giá trị ví dụ như là chúng ta sẽ là những cái người mà gì ạ, tạo ra tiền bạc của cải. Đó, thì đấy là giá trị mà chúng ta hướng tới. Đó, ngoài ra nữa thì chúng ta có những cái giá trị hướng tới ví dụ như là chúng ta là cái người mạnh mẽ, độc lập, yêu thương. Đó, yêu thương nó cũng là một cái giá trị mà chúng ta cần phải xây dựng, cần phải gì ạ? Cần phải rèn luyện, bởi vì tất cả những giá trị này không tự nhiên mà đến, nó sẽ đến dựa trên những cái thói quen, những cái trải nghiệm và những cái thông tin mà chúng ta gì ạ? Chúng ta nắm được, chúng ta nhận được hàng ngày. Những cái giá trị như vậy thì đấy là chính những cái thứ đó, chính là những thứ mà chúng ta sẽ cần phải lập trình cho cái gì ạ? Cho cái tương lai của mình. Chúng ta muốn tương lai của mình có cái gì thì chúng ta phải lập trình cái điều đó. Rồi, mình sẽ lại tiếp anh chị em. Thế thì khi mà chúng ta muốn cái tương lai của mình có cái điều gì đó thì chúng ta phải lập trình cái điều đó. Thì để lập trình điều đó thì chúng ta làm gì ạ? Lập trình tất cả những cái thứ này, đúng không ạ? Chúng ta phải lập trình tất cả những cái thứ này. Đó, từ những cái giá trị, những cái niềm tin này. Đây là những cái thứ chính này. Trong cái niềm tin ấy,
thì chúng ta lại có cái niềm tin là gì ạ? À, chúng ta sẽ có những cái gọi là, nó gọi là định vị bản thân, hay là gọi là hình ảnh tự thân, hình ảnh tự thân. Trong cái giá trị về niềm tin này thì chúng ta có một cái phần nó gọi là hình ảnh định tự thân. Hình ảnh tự thân là gì ạ? Đó là những thứ gì mà chúng ta tin rằng bản thân của chúng ta là. Ví dụ, tôi là người chính trực. Tôi là người chính trực. Tôi là người gì ạ? Tự tin. Tôi là người khỏe mạnh. Tôi là người giàu có. Tôi là người thành công. Ví dụ thế. Thì đó chính là những cái hình ảnh tự thân mà mình tự đưa ra. Huy nói ví dụ, nếu như mà chúng ta là một kẻ trộm mà đi ra ngoài đường, nhìn thấy có cái điện thoại để trên bàn một cách rất là hớ hênh, cái thằng chủ cái điện thoại đấy thì nó lại gì ạ? Nó lại đứng dậy đi vệ sinh. Và ở trên cái, trong cái quán cà phê đó thì rất là vắng người. Thế mình nhìn thấy cái điện thoại iPhone 13 Pro Max đấy, ở trên bàn, mà mình là kẻ trộm, hình ảnh tự thân của mình là kẻ trộm, mà mình không ăn trộm cái điện thoại đấy, cái điều kiện thuận lợi như vậy mà mình không lấy, là về nhà mình cảm thấy đau đầu, ngu thế thế mà mình không lấy, tiếc quá. Có đúng không ạ? Nếu hình ảnh tự thân của mình là kẻ trộm thì mình sẽ cảm thấy tội lỗi nếu mà mình không lấy cái điện thoại đó. Nhưng nếu hình ảnh tự thân của mình là một cái người chính trực, là một cái người là gì ạ? Là một người sống đúng đạo đức và pháp luật, mà chúng ta lại lấy cái điện thoại đó, thì khi mà về nhà thì chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi, bởi vì mình đã làm cái điều xấu, làm cái điều đó là không tốt. Đấy, như vậy là vẫn là một cái hành động là lấy hay là không lấy cái điện thoại đó, nhưng mà hình ảnh tự thân của chúng ta khác nhau, thì dẫn đến là cái cảm xúc của chúng ta khác nhau. Anh chị em sẽ hiểu cái cảm xúc gì ạ? Cái cảm xúc chúng ta khác nhau. Đấy, và khi cảm xúc chúng ta khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hành động khác nhau. Đấy, được không ạ? Nếu như cái kẻ trộm đấy mà nó lấy được cái điện thoại thì nó cảm thấy rất là vui, rất là sướng, rất là mừng. Nó sẽ cảm thấy rằng là tao lại chuẩn bị có tiền rồi, bán cái điện thoại có tiền, hoặc là được sử dụng cái điện thoại đó, tôi cảm thấy rất là sung sướng. Đấy. Nhưng mà cái người mà hình ảnh tự thân là sự chính trực ấy, thì họ sẽ làm sao? Họ không lấy cái điện thoại đó thì họ cảm thấy rất là sung sướng, họ cảm thấy rất là vui, bởi vì làm sao ạ? Bởi vì họ đã vượt qua được cái suy nghĩ nhỏ bé bên trong của mình, họ vượt qua được những cái tiếng nói nhỏ của mình, họ vượt qua cái con người tiêu cực của mình, và họ cảm thấy mình trở thành cái người mà đúng như là mình đã gì ạ? Mình đã mong muốn, đã hướng tới, mình đã suy nghĩ, và mình chính là gì ạ? Chính là mình. Đó, mình không bị yếu lòng bởi vì một cái phút không có kiểm soát. Đó, như vậy là chúng ta phải kiểm soát tất cả từ cảm xúc, từ giá trị và niềm tin. Chúng ta kiểm soát cả những cái thông tin đầu vào nữa anh chị em. Để mà chúng ta có những cái giá trị và những cái niềm tin đúng đắn thì chúng ta phải kiểm soát những cái thông tin đầu vào. Đây là cái phần mà chúng ta lập trình đấy anh chị em nhé. Chúng ta đang lập trình đấy. Ví dụ như này, hàng ngày thì Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ nghe những cái video về truyền động lực, truyền cảm hứng. Huy sẽ nghe những cái video về hướng dẫn chúng ta để kinh doanh, để làm việc. Đấy. Huy sẽ đọc những cuốn sách để giúp cho chúng ta phát triển bản thân, phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Huy sẽ đọc những cái tin tức mang tính chất tích cực. Đấy. Những cái tin tức mà cướp, hiếp, giết rồi các thứ, rồi những thông tin mà tiêu cực thì nó rất nhiều. Tuy nhiên là sao? Chúng ta hạn chế đọc những cái tin tức đó. Hoặc là Huy sẽ hạn chế cái việc mà ngồi lê đôi mách, xong rồi là nói chuyện, nói xấu người này, nói xấu người kia. Xong hạn chế những cái việc mà nghe những cái lời than phiền của người khác, nghe những lời chỉ trích của người khác, hoặc nghe những cái cảm xúc tiêu cực của người khác. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi ngày chúng ta chỉ có khả năng tiếp nhận một số thông tin nhất định mà thôi. Mà nếu mà chúng ta tiếp nhận những cái thông tin mang tính chất là tiêu cực thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái niềm tin tiêu cực. Bây giờ, ngày xưa ấy thì Huy có một cái người bạn cứ đi ra ngoài đường ấy là ông bố ông bảo úi dồi ôi cẩn thận ông con, nhiều tai nạn lắm, hôm nay bố lại đọc này, có mấy tai nạn này, ôi, nguy hiểm lắm, đi ra ngoài đường nguy hiểm, đừng đi ra ngoài đường. Thế làm sao ạ? Thế là cái người bạn của Huy ấy là lúc nào họ cũng có cái nỗi sợ. Nỗi sợ thì bởi vì là gì ạ? Bởi vì ông bố ông truyền lại, ông bố ông suốt ngày ông đọc những cái tin tai nạn, ngày nào chẳng có tai nạn anh chị em.
Đi ra ngoài đường là nguy hiểm rồi, đi ra ngoài đường là có khả năng có gặp tai nạn rồi. Nhưng mà tại sao có những người mà đi ra ngoài đường cả đời cũng chẳng bị gặp tai nạn nào, đúng không ạ? Thế như vậy là gì ạ? Là trong cuộc sống chúng ta thì ở đâu thì nó cũng tiềm ẩn những rủi ro. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ về rủi ro thì làm gì có ai ra đường, có không ạ? Đấy. Nếu mà chúng ta sợ ra đường bị gãy chân thì chúng ta ở nhà cả đời. Nếu mà chúng ta ở nhà cả đời thì khác nào chân đã gãy, đúng không anh nhé? Đấy, như vậy là chúng ta đã xây dựng cho mình cái niềm tin rằng nếu mà mình ra đường mà bị gãy chân, mà mình không ra đường mình cứ ở nhà thì khác gì chân đã gãy. Thì tốt nhất là gì ạ? Là mình ra đường, nhưng mà mình sẽ làm sao ạ? Mình sẽ cẩn thận hơn, đúng không ạ? Mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đi đúng pháp luật. Đấy. Đèn xanh thì mình dừng lại, đèn đỏ gì ạ? Đèn xanh thì mình được đi, đèn đỏ thì mình dừng lại, đúng không anh em? Đấy. Đó. Thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Giảm thiểu những cái rủi ro, đúng không ạ? Chứ không phải là mình sợ hãi xong mình không dám làm gì cả. Đấy. Ví dụ như này, vì mà chúng ta sợ rằng chúng ta sợ thất bại cho nên là chúng ta không làm gì cả. Có trường hợp này không anh chị em? Có đấy, rất nhiều người có những cái trường hợp là gì ạ? Là vì sợ thất bại cho nên không dám làm. Vì sợ thất bại nên không dám kinh doanh. Và rất nhiều người cảm thấy an toàn, cảm thấy gì ạ? Cảm thấy được gì ạ? Bao bọc, cảm thấy được gì ạ? Che chở khi mà đi làm thuê ở một cái công việc nào đó, mình cảm thấy nó dễ dàng hơn. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái công việc làm thuê thì nó không có gì sai hết, nó rất đúng, nó phù hợp với những cái giai đoạn đầu của cuộc đời. Bởi vì khi đầu cuộc đời ấy, là chúng ta phải chọn cho mình những cái người chủ tốt, chọn cho mình những cái người thầy tốt để mà chúng ta đi theo. Cho nên lúc đó là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải follow theo những người khác. Và follow bằng cách nào ạ? Đi làm thuê là một cách rất là hay. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta cứ cả đời chúng ta làm việc đó thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại lại là an toàn với cái việc đó và chúng ta không phát triển đến nữa. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên cái niềm tin sẽ giúp cho chúng ta xây dựng cho mình những cái hình ảnh cũng như là những cái cảm xúc tích cực. Đúng không ạ? Đó. Cái niềm tin thì cái niềm tin cái hình ảnh niềm tin và hình ảnh tự thân này nó là niềm tin ở bên trong. Đấy. Và có một cái niềm tin khác nữa. Đấy, đó là niềm tin ở gì ạ? Ở bên ngoài. Niềm tin bên trong. Đây là bên trong anh chị em nhé. Niềm tin bên trong. Niềm tin bên trong là niềm tin người ta gọi là tự tin ấy. Tự tin vào bản thân mình thì gọi là niềm tin bên trong. Và tự tin vào bản thân mình thì đó chính là gì ạ? Là người ta bảo là tự tin là chiếm hơn 50% của thành công rồi. Đúng không ạ? Mình chỉ cần tự tin thôi, mình đã có khả năng thành công hơn cho người khác rồi. Rất nhiều người khi mà đứng lên chia sẻ thì chúng ta cảm thấy rất là run. Bao nhiêu anh chị em chúng ta chia sẻ ở trong cái phòng Zoom khoảng hơn 200 người như thế này và chúng ta cảm thấy run thì comment xuống là tôi. Có nhiều người sợ đến mức run đến mức còn không dám comment tôi luôn. Anh chị em ạ. Có nhiều người sợ đến mức mà không dám comment tôi luôn. Thế thì khi mà chúng ta đứng lên chúng ta chia sẻ tại sao chúng ta lại run? Bởi vì chúng ta có cái niềm tin rằng những cái người ở bên ngoài ấy, những cái người mà đang ngồi nghe chúng ta ấy, họ sẽ đánh giá, họ sẽ phán xét, họ sẽ chỉ trích, họ sẽ coi thường chúng ta nếu mà chúng ta nói không tốt. Như vậy là gì ạ? Như vậy là chúng ta sẽ có cái niềm tin bên ngoài rằng là gì ạ? Những cái thế giới hay là những cái phía bên ngoài ấy, nó không ủng hộ chúng ta, cho nên chúng ta không dám nói một cách tự tin. Chúng ta không dám nói một cách gì ạ? Bình thường, mà lúc đấy là chúng ta sẽ rất là căng thẳng, được chưa ạ? Đó, tự tin giúp chúng ta gì ạ? Mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái niềm tin ở bên ngoài, ví dụ như này, Huy tin rằng tất cả anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta đều rất là lắng nghe và ủng hộ cho Huy. Nếu như mà 200 anh chị em chúng ta ở đây đều ủng hộ cho Huy, đều yêu quý Huy, thì khi đó thì Huy sẽ nói một cách tự tin đúng không ạ? Đấy. Nhưng nếu mà Huy tin rằng 200 anh chị em ở đây đều là những cái người mà phản đối và đều là những cái người mà kẻ thù, những cái người mà căm thù Huy, thì Huy sẽ không dám nói một cách tự tin, đúng không ạ? Không dám nói một cách gọi là gì ạ? Rõ ràng và không dám trình bày hết cái ý kiến của mình, đúng không ạ? Đó, như vậy là cái niềm tin bên trong của mình là mình tin vào mình,
thì bất kể là thằng bên ngoài nó có gì ạ, nó có ủng hộ mình hay không ủng hộ mình, thì việc của mình là mình cứ chia sẻ, mình cứ nói. Đấy, kể cả nó bảo cái áo này xấu á, rồi ông này để cái râu này không đẹp, để cái tóc này không đẹp, đầu chọc lóc trông như thằng gì ăn trộm, kiểu kiểu như vậy. Thì làm sao? Nếu mà mình có niềm tin mạnh mẽ vào bên trong của mình thì mình vẫn gì ạ? Mình vẫn nói bình thường. Đúng không ạ? Đấy. Khi mà mình tin rằng mình có giá trị thì có ai đó nói rằng là mày là cái thằng như này như kia. Đấy, thì mình vẫn gì ạ? Mình vẫn không tin vào lời của nói của người ta mà mình tin vào chính mình. Đấy. Cái thứ hai nữa là mình tin vào những cái gì ạ? Những cái chia sẻ, những cái hướng dẫn của người khác. Đúng không ạ? Rất nhiều người được những người khác nói về mình, ví dụ như là những cái đứa trẻ mà ở trong một cái gia đình mà bố mẹ thường xuyên nói những câu ví dụ như là sao mày ngu thế, mày là cái đứa vô dụng, mỗi việc đấy mà cũng không làm được à, sao kém thế, sao dốt thế đấy, sao không làm được cái việc này, không làm được cái việc kia. Thì sau nhiều lần như vậy thì đứa trẻ nó tin vào những cái lời nói đó và dần dần nó trở thành cái đứa đúng như vậy. Đấy, nếu mà suốt ngày mình nói với con mình là sao mày ngu thế, thì nó một lần, hai lần không sao, nhưng mà hết năm này qua năm khác, xã mình nói với con mình như vậy, thì sau này thì là gì ạ? Con mình nó trở thành một đứa trẻ ngu thật. Đúng không ạ? Bởi vì nó tin vào những cái lời nói ở bên ngoài. Và cái điều này chính là cái điều mà khiến chúng ta cần phải thay đổi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đang được đào tạo, được dạy dỗ từ những cái gì ạ? Những cái người đi trước, những người đi trước thì họ không được học tập những điều này, cho nên họ lại học từ bản năng, từ những người đi trước nữa, từ ông bà tổ tiên chúng ta. Và rất nhiều gia đình ở Việt Nam Huy nhìn thấy là thường xuyên nói với con những cái điều tiêu cực như vậy, xây dựng cái hình ảnh tự thân của những đứa trẻ rất là tiêu cực như vậy. Và đó là lý do tại sao Huy phải thay đổi, Huy phải học tập, để làm sao ạ? Để mình tránh tuyệt đối những cái lời nói đó với gì ạ? Với con trẻ, để nó xây dựng cái hình ảnh tự thân của nó là đứa trẻ mạnh mẽ, tự tin và gì ạ? Thành công và giỏi giang. Chỉ khi nào nó tin rằng nó giỏi thì nó sẽ cố gắng học để nó giỏi hơn. Chứ nếu mà nó tin là nó dốt rồi thì nó học làm gì nữa. Có đúng không ạ? Tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị là mình tự nói với mình. Bởi vì sao ạ? Mình đã cả cuộc đời mình đã tin vào những cái lời nói ở của bố mẹ mình, của ông bà mình, của thầy cô giáo, rằng nói rằng mình là cái kẻ kém cỏi. Và mình phải tự kỷ ám thị để mình vượt qua cái điều này. Đúng không ạ? Đấy. Mình phải tự kỷ ám thị để mình vượt qua điều này. À, mình tự nói với mình là tôi là người tài giỏi, tôi là người có giá trị, tôi là người thành công, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người hạnh phúc, tôi là người giàu có, tôi là người giúp đỡ mọi người. Đúng không ạ? Đấy. Mình phải tự kỷ ám thị bằng những cái câu nói khẳng định như vậy. Thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ vượt qua được cái niềm tin ở bên ngoài, niềm tin tiêu cực ở bên ngoài. Bên ngoài có niềm tin tiêu cực và niềm tin tích cực. Sẽ có những người họ sẽ nói rằng là bạn là người tuyệt vời. Đấy, bạn là người thành công, bạn là người giỏi giang, bạn là người khỏe mạnh. Thì mình sẽ tiếp nhận những cái niềm tin từ bên ngoài. Nhưng những niềm tin nào niềm tin tích cực thì mình tiếp nhận. Những niềm tin mà không tích cực thì mình không tiếp nhận. Thì đó là cái gì ạ? Nó là chính là cái bộ lọc mà hôm qua Huy có chia, hôm thứ bảy vừa rồi Huy có chia sẻ với anh chị em. Cái bộ lọc đó giúp chúng ta gì ạ? Lọc những cái thông tin tích cực, đúng không ạ? Những cái thông tin tiêu cực thì chúng ta loại nó ra. Đúng không ạ? Đấy. Còn ở đây là bên trong, ở bên trong của chúng ta. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy chính là cái thứ mà khiến chúng ta lập trình lên cái cuộc sống của mình. Lập trình lên những cái niềm tin, những cái giá trị hướng tới của mình. Đúng không ạ? Thế thì một số cái giá trị mà chúng ta cần phải hướng tới, Huy có thể chia sẻ với anh chị em nó như sau. Một số cái giá trị hướng tới mà chúng ta cần phải làm như sau. Rồi. Cái giá trị thứ nhất, ở đây là gọi là hướng dẫn thôi anh chị em nha, chứ không phải là anh chị em bắt buộc phải theo. Anh chị em chọn một trong số đó hoặc là tất cả số đó để chúng ta hướng tới, để giúp chúng ta xây dựng cho cái tương lai của mình, thiết kế cho cái tương lai của mình, thiết kế cái con người ở tương lai của chúng ta. Cái con người ở hiện tại chúng ta có những cái niềm tin như thế nào, có những cái giá trị như thế nào, thì chúng ta biết, sau đó chúng ta debug, tức là chúng ta sửa lỗi. Thế để mà sửa lỗi chúng ta phải biết được cái con người tương lai của chúng ta muốn trở thành là con người như thế nào. Đúng không ạ? Đấy. Thì những cái giá trị hướng tới mà chúng ta nên có như sau.
Ví dụ như là đầu tiên, đó là chúng ta trở thành cái người dũng cảm. Chúng ta dũng cảm để làm gì ạ? Để thay đổi bản thân mình. Dũng cảm để mà gì ạ? Đập bỏ đi những cái tư duy cũ kỹ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì kết quả mà chúng ta đang có ngày hôm nay nó đến từ những cái tư duy cũ, đến từ những cái niềm tin sai lệch, đến từ những cái giá trị sai lệch, đến từ những cái hành động sai lệch của chúng ta. Nó dẫn đến việc mà chúng ta có cái kết quả ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta kết quả ngày hôm nay nó chưa khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, cảm thấy ưng ý, cảm thấy tốt, thì chứng tỏ là chúng ta đang sai ở đâu đó. Kết quả là thứ duy nhất để mà kiểm chứng là niềm tin hay là giá trị của chúng ta là đúng hay sai, là tích cực hay tiêu cực. Kết quả mới là cái thứ để đo lường, kết quả là phải là cái thứ đo lường được. Ví dụ, chúng ta đang có bao nhiêu tiền ở trong tài khoản, chúng ta đang có bao nhiêu bất động sản chúng ta sở hữu, chúng ta đang sở hữu bao nhiêu tiền, bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà, bao nhiêu sổ tiết kiệm, bao nhiêu chứng khoán, bao nhiêu Bitcoin, được không ạ? Chúng ta sở hữu nhiều, nhiều hơn so với phần lớn những cái giá, những cái người khác ở ngoài kia. Nếu mà anh chị em có gì ạ, có 2 tỷ tổng số tiền, nếu chúng ta bán hết cả bất động sản, bán hết cả nhà, cả xe, cả chứng khoán, cả vàng, cả sổ tiết kiệm đi, mà quy ra tiền mà chúng ta có trên 2 tỷ, như vậy là chúng ta đang gì ạ, đang thuộc top 20% những người giàu có ở ngoài kia, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chưa có đủ 2 tỷ, như vậy là chúng ta chưa có, tức là chưa thuộc top những người 20% những người giàu có. Và khi đó chúng ta thuộc top 80% những người gì ạ? Nghèo, trung bình và nghèo, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy là chúng ta phải xem lại rằng là chúng ta đã gì ạ? Đã có những cái suy nghĩ tích cực, có niềm tin tích cực chưa? Nếu mà chưa có, việc của chúng ta là gì ạ? Lập trình lại cái suy nghĩ của mình. Và sau khi chúng ta lập trình lại suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ có những cái cảm xúc mới, những cái hành động mới, và chúng ta sẽ có kết quả mới, đúng không ạ? Thế thì việc đầu tiên của chúng ta đó là phải dũng cảm để mà gì ạ? Để đập bỏ những cái tư duy cũ, để mà gì ạ? Để mà lắng nghe những tư duy mới, để mà phát triển bản thân, để mà vượt qua cái gì ạ? Vùng thoải mái của mình, vượt qua cái vùng an toàn của mình, vượt qua những tiếng nói nhỏ của mình. Cái điều này nó cần sự dũng cảm anh chị em nhé. Cái giá trị thứ hai chúng ta nên hướng tới đó là sự mạnh mẽ. Đấy, chúng ta cần phải mạnh mẽ trong các cái hành động. Nếu mà chúng ta đã có những cái gì ạ, có mục tiêu, chúng ta có sự mong muốn rồi, chúng ta có giá trị hướng tới rồi, thì chúng ta phải mạnh mẽ để hành động, để mà đạt được những cái điều mà chúng ta hướng tới. Không chỉ là học tập mà chúng ta còn phải mạnh mẽ để hành động nữa. Mạnh mẽ thì giúp chúng ta gì ạ, tiến nhanh hơn, tiến xa hơn, và chúng ta gì ạ, tiên phong thay đổi để mà giúp đỡ chính bản thân mình và giúp đỡ người khác. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cần phải có sự độc lập. Rất nhiều người chúng ta phụ thuộc vào người khác, và khi chúng ta phụ thuộc vào người khác thì chúng ta đã đặt cuộc đời của mình vào gì ạ, vào trong tay của người khác. Và khi mà chúng ta đặt cuộc đời của mình vào tay của người khác thì chúng ta thành công thì chúng ta gì ạ, may mắn thì gọi là thành công thì bảo may mắn, mà chúng ta không may mắn, chúng ta gặp thất bại thì chúng ta sao ạ, đổ lỗi cho người khác, đúng không ạ? Vì vậy việc của chúng ta đó là giành lấy cái quyền điều khiển cuộc đời của chúng ta, chịu trách nhiệm. Cái giá trị tiếp theo đấy là giá trị chịu trách nhiệm, nó gần giống với giá trị độc lập, nhưng mà chúng ta chịu trách nhiệm về kể cả những cái điều tốt và điều không tốt trong cuộc đời chúng ta, chịu trách nhiệm kể cả những cái kết quả, những cái hành động và những cái cảm xúc của mình. Chúng ta chịu trách nhiệm vào cảm xúc của mình, đúng không ạ? Đó, đừng bởi vì là thằng kia nó chửi mình, xong nó cuối cùng mình điên lên mình chửi lại nó. Nó chửi mình nên là việc của nó, mình chửi nó là việc của mình, đúng không ạ? Nếu mà vì nó chửi mình cho nên là mình điên lên mình chửi nó thì đấy là gì ạ? Mình đang đặt cái gì ạ? Cảm xúc của mình vào tay của người khác. Có đúng không anh em? Đấy, cho nên là việc của chúng ta đó là gì ạ? Giành lấy cái quyền kiểm soát về cái cảm xúc của mình. Đừng để người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, đúng không ạ? Đấy, có những người thì sao ạ? Là có những người phụ nữ mà bây giờ là chồng bỏ đi với cô khác, thế là mình bắt đầu mình buồn, mình tủi, mình hận, xong đầu mình bắt đầu là mình hủy hoại bản thân mình. Xin thưa với anh chị em đó là gì ạ? Mình chịu trách nhiệm rằng đây là lỗi của tôi. Bởi vì tôi cho nên chồng tôi mới ra ngoài,
Thế thì nếu mà nhận lỗi về mình thì mình cảm thấy tội lỗi à? Không, mình nhận lỗi về mình để làm gì ạ? Để mình sửa đổi, mình thay đổi, chứ không phải nhận lỗi để mình cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi nó là cảm giác phá hủy anh chị em nhé. Cho nên chúng ta đừng để cái cảm xúc đó nó phát triển, mà chúng ta nhận trách nhiệm để làm gì ạ? Chúng ta tìm ra bài học. Anh chị em biết là khi mà thất bại chúng ta sẽ có bài học, đúng không ạ? Dũng cảm nhận lỗi để chúng ta gì ạ? Thay đổi, chứ không phải nhận lỗi để chúng ta gì ạ? Chúng ta hủy hoại bản thân mình, đúng không ạ? Đấy. Và khi đó thì chúng ta sẽ giành lấy quyền kiểm soát cái cảm xúc của mình. À, ông ấy đi ra ngoài đấy là việc của ông ấy, còn việc mình vui hay buồn đó là việc của mình. Đó, mình không bị ảnh hưởng điều đó. Nếu mà mình có chồng là tốt rồi. Đấy, có chồng mà tốt thì còn có chồng ngon thì còn tốt hơn, có chồng yêu thương thì còn tốt hơn nữa. Đấy, tuy nhiên cứ có chồng là hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Đấy, có nhiều người còn chẳng có chồng cơ, đúng không ạ? Đấy, có nhiều người còn sống cô đơn một mình, còn chẳng dám tin vào bản thân mình, chẳng dám tin vào người khác. Có nhiều người phụ nữ sau khi đã từng thất bại trong một mối tình nào đó thì cô ấy không có niềm tin rằng ngoài kia có những người đàn ông tốt. Cô ấy không tin rằng là cô ấy có thể có một cuộc sống hạnh phúc, cho nên cô không quyết định là gì ạ? Là yêu thêm một cái người nữa. Có trường hợp này không anh chị em? Có đấy. Có thể là nó sẽ đụng chạm với một số anh chị em ở trong phòng Zoom ngày hôm nay, nhưng không sao, anh chị em thông cảm bỏ qua cho Huy, đúng không ạ? Đấy, bởi vì có thể là chúng ta có những cái lỗi ở trong lập trình mà chúng ta không biết. Chúng ta có bị lỗi ở trong phần mềm của chúng ta mà chúng ta không biết. Và khi mà người khác mà đụng đến cái lỗi của chúng ta thì có thể là chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải bảo vệ cái chương trình mà chúng ta đang có. Cái việc mà chúng ta bảo vệ cái chương trình phần mềm mà chúng ta đang có là điều rất bình thường. Bởi vì điều đó là một cái điều mà giúp cho chúng ta tồn tại. Bởi vì sao ạ? Bây giờ chúng ta không bảo vệ cái phần mềm đó, chẳng may phần mềm đấy nó bị virus thì làm sao, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái giá trị tiếp theo. Đó là giá trị là gì ạ? Là coachable, tức là có khả năng đào tạo hay có khả năng thay đổi, đúng không ạ? Có khả năng thay đổi thì đây là một giá trị mà giúp chúng ta thay đổi để mà sửa lỗi. Nhớ này, chúng ta sửa lỗi, và cái việc sửa lỗi thì chỉ có duy nhất chúng ta làm được thôi. Chỉ có chúng ta mới làm được thôi anh chị em nhé. Không có ai có thể sửa lỗi cho chúng ta ngoài chính chúng ta. Những người khác, những người thầy, những cuốn sách, những cái video tích cực chỉ giúp cho chúng ta một phần thôi. Cái người mà quyết định sửa cái lỗi chúng ta đó là chúng ta. Cho nên chúng ta nghe người khác nói rằng là mình sai thế này, mình đúng thế kia, thì cái đó nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là tham khảo thôi anh chị em nhé. Huy có nói anh chị em là đúng, Huy có nói anh chị em là sai thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Còn anh chị em quyết định sửa hay không đó là quyền của anh chị em, và Huy tôn trọng điều đó, đúng không ạ? Đấy, Huy rất tôn trọng cái điều đó của anh chị em. Rồi, tiếp theo một giá trị hướng tới của chúng ta đó nữa, đó là chúng ta giá trị hướng tới cái tình yêu thương. Tình yêu thương ở đây thì nó có thể là tình yêu thương đôi lứa, nam nữ, có thể tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa những cái người đồng đội, đồng nghiệp, giữa những cái người bạn, giữa những cái người họ hàng, những người anh chị em, đúng không ạ? Thì tình yêu thương nó rất là rộng, nhưng mà khi mà chúng ta có tình yêu thương với người khác thì khi đó thì chúng ta sẽ mở tấm lòng ra để bao dung, để tha thứ cho người khác, đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta sẽ có những cái giá trị hướng tới tốt đẹp, và chúng ta định hình cái con người chúng ta. Và khi mà chúng ta có những giá trị hướng tới đó thì chúng ta sẽ định hình cái con người chúng ta, cái gọi là hình ảnh tự thân của chúng ta, hay là cái sự tự tin của chúng ta sẽ nâng lên, đúng không ạ? Cái giá trị hướng tới tiếp theo đó là sự cống hiến, sự cho đi. Nếu mà chúng ta cho đi một cái đồng tiền thì đấy là sự cho đi, nhưng là chúng ta cống hiến cả cái cuộc đời, chúng ta cống hiến cái giá trị về trí tuệ của chúng ta, giống như Huy đang cống hiến ở đây, thì đó là gì ạ? Là cống hiến cho số lượng lớn hơn thì gọi là cống hiến. Còn giúp đỡ một người, hai người thì đó là sự cho đi, đúng không ạ? Cho đi thì nó là một cái khía cạnh nhỏ, cống hiến thì khía cạnh nó lớn hơn. Đó, chúng ta vẫn là cống hiến thời gian, công sức, tiền bạc của mình, nhưng mà cống hiến số lượng lớn tiền thì đấy là gì ạ? Là cho đi được, hỗ trợ được nhiều người thì gọi là cống hiến. Còn cho một hai người thì gọi là cho đi, đúng không ạ? Mình cho cái người ăn xin 5.000, 10.000 thì không gọi là cống hiến mà gọi là cho đi. Nhưng mà chúng ta cho hàng triệu người, hàng trăm nghìn người, hàng nghìn người, hàng trăm người thì đấy là gì ạ? Là cống hiến, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta yêu thương, chúng ta cho đi, chúng ta cống hiến để giúp cho gì ạ? Giúp cho bản thân mình lại được phát triển hơn, lại được gì ạ? Thành công hơn. Người ta gọi là, ví dụ như là nếu mà tôi giúp đỡ người khác
thì tôi sẽ thành công, đúng không ạ? Hoặc nếu tôi thành công thì tôi sẽ giúp đỡ người khác. Cái câu lệnh ít và gen anh chị em. Thế mình đảo lại, trước đây thì mình nói rằng khi nào tôi giàu thì tôi sẽ giúp đỡ mọi người, đúng không ạ? Đúng không anh em? Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần đảo nó đi một tí, nếu mà tôi giúp đỡ được mọi người thì tôi sẽ giàu. Đấy. Như vậy là gì ạ? Cái phần mềm của chúng ta ấy, nói rằng chúng ta phải giàu thì chúng ta mới giúp đỡ. Nhưng mà không, cái phần mềm nó bị sai. Đó là gì ạ? Chúng ta phải giúp đỡ rồi chúng ta mới giàu. Đấy là một cái lỗi đấy anh chị em. Một cái lỗi trong gì ạ? À, trong cái lập trình ấy. Chúng ta phải giúp đỡ nhiều người thì chúng ta mới giàu, chứ không phải là giàu thì mới giúp. Đợi đến bao giờ mới giàu ạ? Xin thưa, chẳng bao giờ giàu cả. Và đó là lý do tại sao có nhiều người nghèo cho tới tận cuối đời, đúng không ạ? Nghèo tận cuối đời, bởi vì họ không biết điều này, bởi vì cái phần mềm của họ bị lỗi, phần mềm của họ bị sai, bị lập trình sai. Lập trình sai từ khi nào? Từ khi rất là nhỏ, từ khi rất là nhỏ. Và cái điều này là điều rất là đáng buồn. Và Huy cũng nhận ra cái điều này với chính bản thân mình. Và Huy bắt đầu thay đổi. Thay đổi bằng cách thay đổi hình ảnh tự thân của mình. Mình trở thành cái người như nào, mình mong muốn trở thành cái người như nào, thì mình phải xây dựng cái hình ảnh đó. Mình xây dựng cái hình ảnh, cái con người như đó trước khi mà mình có được nó, đúng không ạ? Đấy. Rồi một cái hình ảnh tự thân nữa, hay là một cái niềm tin, một cái giá trị nữa mà chúng ta hướng tới, đó là giá trị về học tập trọn đời anh chị em. Trước đây thì khi mà Huy tốt nghiệp đại học Bách Khoa xong thì Huy thấy là ôi ok, mình đã tốt nghiệp rồi, đến giờ là mình phải đi kiếm tiền rồi. Và đến giờ là mình không cần phải học nữa, mình học đủ rồi. Học quá nhiều rồi anh chị em, 12 năm học, xong rồi lại 5 năm học đại học nữa. Úi dồi ôi, học đến 17 năm trời rồi, học nhiều quá rồi. Thôi bây giờ không học nữa, đi làm thôi. Và khi mà đi làm thì bắt đầu mình có một cái cuốn theo cái công việc. Sau đó mà mình không học tập thêm được nữa. Thế là trong vòng mười mấy năm trời, mình trong vòng 7 năm trời đi làm thuê, thì mình chỉ làm sao ạ? Mình chỉ dừng lại cái kiến thức của mình, nó chỉ dừng lại ở đúng cái chỗ mà gì ạ, mình đã học mà mình đã dừng lại là sau khi tốt nghiệp đại học thôi. Gần như mình không học thêm được điều gì đó mới cả. Đấy. Và đó là cái điều mà gì ạ, đau khổ trong cuộc đời của Huy. Và sau đó thì Huy đã bắt đầu thay đổi và Huy đã hướng tới những cái giá trị khác bằng cách là mình học tập để phát triển bản thân ngày hôm nay. Giống như rất nhiều anh chị em ngày hôm nay. Đó. Thế thì học tập trọn đời nó sẽ là một cái giá trị hướng tới mà giúp chúng ta xây dựng cái tương lai của mình, xây dựng cái con đường của mình. Chỉ có học tập thì giúp chúng ta thay đổi được thôi. Không học tập không thể thay đổi được đâu anh chị em. Rất nhiều những người không thay đổi được bởi vì họ không chịu học tập. Đấy. Học tập thì có rất nhiều cái nguồn học tập khác nhau. Học tập từ sách này, học tập từ những người khác này, học tập từ những trải nghiệm của bản thân mình này, học tập từ những người thầy này, học tập từ những cái gì ạ, những cái câu chuyện của bản thân mình và câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Học tập từ cái sự giác ngộ. Và giác ngộ đó là chính là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái thất bại, những cái thành công của chúng ta. Đó. Thì học tập trọn đời chính là gì ạ? Chính là mấu chốt để mà chúng ta xây dựng cái tương lai của mình. Một cái giá trị nữa mà chúng ta cần hướng tới, đấy là giá trị là gì ạ? Của việc mà chính trực. Chính trực thì có thể là anh chị em nhiều khi không hiểu. Nhưng mà ở đây Huy chỉ nói đơn giản là sống thật. Mình sống thật với bản thân mình. Mình không cần phải làm màu với ai hết. Mình không phải cố gắng trở thành cái người như này, trở thành cái người như thế kia. Đấy. Cho nên là mình có sao mình nói vậy thôi. Mình có sao mình nói vậy. Mình đúng thì mình nói đúng, mình sai thì mình nói sai. Mình không cần phải cố gắng. Ví dụ hôm trước ấy, hôm trước có Huy có hướng dẫn cái cách để mà tăng cái hiệu quả làm việc, quản lý thời gian ấy. Thì Huy đưa ra khoảng độ 20 cách khác nhau, 15 cách khác nhau để mà giúp quản lý thời gian. Thì trong trong cái nhóm của Huy ấy, trong cái nhóm học tập của Huy ấy, thì có một cái bạn hỏi là thầy ơi, thầy đã thực hành, thầy có sử dụng hết tất cả các cái cách này không? Huy bảo là không. Tôi sử dụng hầu hết những cái này tôi đã từng trải nghiệm, tôi từng thử nghiệm rồi. Nhưng có một số cái là gì ạ? Tôi học từ những người khác, là học từ trải nghiệm của người khác. Đúng không ạ? Thế thì nếu như mà mình sợ rằng nó đánh giá mình, ông không làm mà ông lại đưa lên ông giảng, thế là ông lại lừa dối à? Thì mình đơn giản là mình sống thật, tức là mình không trải nghiệm hết, hoặc là mình không có gì ạ, mình không có thực hành hết, không áp dụng hết tất cả các cái công thức đấy, thì làm sao ạ? Thì mình nói là không. Nhưng mà tại sao mình vẫn đưa ra hết các cái cách đó ạ? Bởi vì có người phù hợp với cách này, có người phù hợp với cách kia, thì ai chọn cái cách nào
thì họ sẽ áp dụng cách đó, chứ không phải bắt buộc phải áp dụng tất cả cách đấy. Ví dụ như là sử dụng cách là Pomodoro, cách quản lý thời gian theo quả cà chua, hoặc là lên list các cái danh sách các công việc, hoặc là cài đặt các cái mức độ ưu tiên của các công việc. Ví dụ như vậy thì tất cả những cái hướng dẫn của những cái người thầy, những cái chia sẻ những người thầy, nó là những cái hướng dẫn thôi. Và việc của chúng ta là chọn cho mình những cái hướng dẫn nào để mà chúng ta đưa vào áp dụng cho cuộc sống của mình. Mà cách tốt nhất để mà chúng ta biết được cái nào phù hợp với cuộc sống của mình, đó là chúng ta hãy áp dụng nó, tất cả nó vào trong cuộc sống của mình. Và cái nào nó hiệu quả thì chúng ta làm tiếp, cái nào không hiệu quả thì chúng ta bỏ qua, thì mỗi đơn giản thế thôi. Thế Huy cũng vậy, Huy áp dụng hầu hết những cái phương pháp đó. Và cái nào mà hiệu quả thì Huy cứ dùng thôi. Và dùng nó trở thành một cái thói quen và mình không cần phải cố gắng nữa. Còn nếu mà cái điều gì mà mình cứ phải cố mà mới làm được thì tức là gì ạ? Tức là nó chưa phù hợp, và nó chưa phù hợp thì chúng ta tạm thời để nó một bên. Chúng ta không nói là nó đúng hay sai, bởi vì nó đúng với người kia nhưng không đúng với chúng ta. Có những thứ nó đúng với chúng ta nhưng lại không đúng với người khác, đúng không ạ? Vì vậy là tất cả những cái chia sẻ của Huy ở đây nó chỉ mang tính chất tham khảo. Anh chị em chọn lựa những cái giá trị này để chúng ta áp dụng trong cuộc sống của mình. Đấy. Rồi, có một cái giá trị nữa mà chúng ta hướng tới, đó là giá trị là gì ạ? Là hiệu quả công việc. Hiệu quả công việc tức là chúng ta tập trung vào hiệu quả công việc, chúng ta nâng cao cái hiệu suất công việc lên. Ví dụ như là khi mà Huy coaching cho một số các bạn ấy, thì khi Huy hỏi về một thứ thì các bạn cứ trả lời theo một cái hướng khác. Ví dụ hỏi về mục tiêu tài chính thì bảo là em ngày xưa thì em kinh doanh thất bại cho nên là em thế này thế kia. Thế hỏi mục tiêu tài chính của mình là gì? Khi mà tất cả các cái gì ạ? Những cái vấn đề xảy ra phần lớn là do chúng ta là gì ạ? Thiếu mất cái mục tiêu. Và mục tiêu tài chính là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải cài đặt đầu tiên. Nhưng mà rất nhiều người không biết điều này, bởi vì họ lỗi trong tư duy. Và thậm chí là họ cứ lòng vòng mất rất nhiều thời gian và nguồn lực, rất là công sức tiền bạc đó. Thế thì ở đây khi mà chúng ta nhận các cái lịch coach, tức là chúng ta sẽ gì ạ? Giúp chúng ta sửa lỗi, debug ạ. Code hay là debug tức là chúng ta sẽ sửa những cái lỗi trong tư duy của chúng ta. Thì Huy làm cái nhiệm vụ đó là sửa lỗi cho anh chị em. Thế khi mà Huy hỏi những câu hỏi thì anh chị em phải tập trung vào câu trả lời, tập trung vào câu hỏi đó. Cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo, mất rất nhiều thời gian. Đấy, và cuối cùng là diện lanh quanh lan man xong lại phải quay trở lại bắt từ khi bắt đầu. Đó. Cho nên là phải code table, tức là có khả năng code, có khả năng thay đổi thì khi đó thì mới gì ạ? Mới code được. Còn những cái người mà Huy từ chối không coach luôn, bởi vì những người đấy là không có khả năng coach, không có khả năng thay đổi. À, thì rất buồn rằng là cái người như thế thì nó cũng rất là nhiều. Anh chị em nhé. Rồi, thì đó là một số những cái giá trị thôi, nó không phải tất cả anh chị em nhé. Ở đây là Huy chỉ ghi ra một số thôi, bởi vì thời gian nó không cho phép. Cho nên là chỉ tập trung vào một số những cái giá trị mà chúng ta hướng tới. Ngoài ra thì chúng ta có nhiều những cái niềm tin mà chúng ta cần phải cài đặt cho mình. Và cài đặt cách tốt nhất để cài đặt cái niềm tin, chúng ta lập trình lại cái tư duy của mình, lập trình lại cái tương lai của mình bằng cách là gì ạ? Chúng ta cài đặt lại những cái phần mềm, đúng không ạ? Cài đặt phần mềm để thay đổi tương lai. Thì cài đặt thì có nhiều cách để cài đặt, đúng không ạ? Nhưng mà Huy hướng dẫn anh chị em một cách để cài đặt, đó là chúng ta đọc to lên những cái câu khẳng định về niềm tin bên trong của mình. Ví dụ như này, bao nhiêu anh chị em sẵn sàng đọc cùng với Huy, bao nhiêu anh chị em chúng ta sẵn sàng là đọc to lên những cái câu nói khẳng định, ví dụ như sau. Nếu anh chị em sẵn sàng comment là tôi nếu anh chị em sẵn sàng đọc to những cái câu nói để mà chúng ta khẳng định bản thân của mình, xây dựng cái niềm tin mạnh mẽ hơn và xây dựng cái niềm tin mà chúng ta sẽ định hình cái tương lai của mình, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đọc những cái điều này hàng ngày. Rồi, những cái câu khẳng định như sau. Nhân là gì ạ? Tôi khỏe mạnh. Không phải tôi sẽ khỏe mạnh anh chị em, không phải tôi sẽ, mà tôi khỏe mạnh. Khi anh chị em định vị mình là người khỏe mạnh thì tự nhiên chúng ta sẽ có cảm xúc với việc tập thể dục, chúng ta sẽ có cảm xúc với việc mà ăn uống lành mạnh, chúng ta sẽ có cảm xúc với việc mà sinh hoạt đều đặn, ví dụ như là đến giờ thì đi ngủ, đến giờ thì ăn, đến giờ thì sao làm việc. Đấy, đến giờ thì nghỉ ngơi. Đấy, thì đấy là sinh hoạt đều đặn, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có cảm xúc với điều đó rồi thì chúng ta sẽ có những cái hành động nó tương ứng. Những cái cảm xúc, những cái hành động thì Huy sẽ hướng dẫn ở cái phần sau. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta tập trung vào việc mà cài đặt vào mình cái niềm tin để giúp chúng ta gì ạ? Trở thành những cái người mà thành công ở trong tương lai. Tôi khỏe mạnh. Rồi, tôi giàu có. Đó ạ.
anh chị em vừa đọc vừa nắm cái tay của mình vào thật là mạnh mẽ như này, đúng không ạ? Tôi khỏe mạnh, tôi giàu có, tôi hạnh phúc, tôi thành công, đấy. À, tôi làm được, tôi xứng đáng, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái câu nói mà chúng ta cần phải cài đặt vào bên trong tiềm thức của mình, vào bên trong cái phần mềm ở bên trong của mình ấy. Cái phần mềm chạy nền ấy, phần mềm chạy nền nó gọi là tiềm thức ấy. Tức là nó hoạt động mà không cần phải hướng dẫn, không cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta lái xe này, chúng ta cần phải suy nghĩ là tay là phải vặn như này, xong là tay này phải bóp phanh này, tay chân phải đạp, mình đâu cần suy nghĩ đâu. Bởi vì sao ạ? Nó là hoạt động bằng tiềm thức, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta cài đặt bằng tiềm thức rồi ấy, thì mọi thứ trong cuộc đời chúng ta nó sẽ diễn ra một cách rất là bình thường mà không cần phải cố gắng. Đấy, cái mục tiêu hướng tới của Huy đó là thành công mà không cần cố gắng, không cần phải nỗ lực, không cần cố gắng mà chúng ta vẫn thành công được. Anh chị em muốn điều đấy không ạ? À, muốn điều đấy thì hãy đọc to ra những cái điều mà Huy vừa hướng dẫn. Đấy, nắm chặt tay và nói rằng là tôi khỏe mạnh, tôi giàu có, tôi hạnh phúc, tôi thành công, tôi xứng đáng, tôi làm được. Đấy, có rất nhiều những câu nói khẳng định bản thân mình, ví dụ tôi là người bán hàng tài ba, ví dụ thế. À, tôi là người trao đi giá trị, đúng không ạ? Tôi là người giải quyết vấn đề cho mọi người và trở nên thành công, trở nên giàu có. Ví dụ đấy, thì có rất nhiều những cái câu nói như vậy. À, ở đây thì Huy có một cái bộ những cái câu nói mà Huy thường mang theo mình, đấy là cái bộ câu nói của Eagle Camp. Đấy, một cái thẻ của Eagle Camp này. Đấy, thì bên sau này nó có những cái câu nói tuyên bố, gọi là tuyên bố doanh chủ. Anh chị em có muốn Huy đọc cho nghe không ạ? À, anh chị em muốn Huy đọc cho nghe những cái tuyên bố doanh chủ mà Huy thường xuyên để ở trong ví của mình và thường xuyên nhìn thấy nó và thường xuyên đọc nó để mà mình biết được những cái mình khẳng định cái bản thân mình ạ. Bao nhiêu anh chị em muốn ạ? Đó. Thì có rất nhiều những câu khẳng định như này anh chị em nhé, nhưng mà chúng ta có thể là gì ạ? Tự đưa nạp vào trong đầu mình những cái câu nào mà mình cảm thấy thích nhất, đúng không ạ? Ví dụ tuyên bố doanh chủ của Eagle Camp đó là gì ạ? Tôi chọn làm việc để có thu nhập cao. Tôi tạo ra thu nhập thụ động rất lớn. Tôi làm cho công ty của tôi trở nên có giá trị lớn. Tôi viết quy trình để công ty hoạt động không cần tôi. Tôi xây dựng doanh nghiệp để bán nó đi hoặc và trở nên giàu có. Tôi tập trung vào tiếp thị và bán hàng. Tiếp thị là marketing thôi anh em. Tôi bán các sản phẩm có giá trị lớn, các sản phẩm có số lượng lớn hoặc cả hai. Tôi bán giá trị của tôi trước khi mua hoặc tạo ra nó. Tôi tạo ra một đội nhóm tuyệt vời xung quanh tôi. Tôi xác định rõ ràng thị trường mục tiêu của tôi. Tôi là người viết quảng cáo tài ba. Tôi liên tục tạo ra hệ thống phễu liên hoàn. Tôi thích giải quyết những vấn đề của mọi người và trở nên giàu có. Và anh chị em thấy không ạ? Huy đang làm theo đúng tất cả những điều này. Huy thích giải quyết những vấn đề của mọi người và trở nên giàu có. Đúng điều đấy đúng không ạ? Và Huy đang làm việc để có thu nhập cao. Và Huy tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động lớn. Đấy. Và Huy cũng đang xây dựng cho cái công ty của mình để trở nên có giá trị lớn. Và Huy viết ra những cái quy trình để công ty hoạt động không cần Huy. Đấy. Như vừa rồi Huy đi du lịch rất nhiều ngày nhưng mà mọi thứ đều diễn ra rất bình thường mà không cần phải chuẩn bị gì. Ngày mai thích nhích điền đường đi chơi luôn, không cần phải gì hết, chỉ cần thông báo là anh đi chơi, thế là tất cả các bạn là hoạt động bình thường. Đó. Rồi Huy luôn tập trung vào việc tiếp thị và bán hàng. À, marketing, tiếp thị chính bản thân mình, tiếp thị đội nhóm của mình, tiếp thị sản phẩm của mình. Không có gì mà gì ạ? Mình không tập trung vào những cái thứ lan man, mình tập trung vào tiếp thị và bán hàng. Trong doanh nghiệp có rất nhiều những cái mảng nha anh chị em nhé, nhưng mình phải tập trung vào tiếp thị và bán hàng. Rồi Huy bán những cái sản phẩm giá trị lớn và số lượng lớn, và Huy bán gì ạ? Huy bán cả hai. Đó. Và đây là những cái niềm tin mà chúng ta cần cài đặt vào mình. Ví dụ như này, có những người thì có những cái niềm tin là tôi chỉ bán được loanh quanh ở trong xóm của mình thôi. Có những người thì có những niềm tin là tôi có khả năng bán ở trong thành phố của mình. Có những người có niềm tin bán ở khắp Việt Nam. Nhưng mà Huy và đội nhóm của mình thì làm sao ạ? Tôi có niềm tin rằng tôi sẽ bán hàng khắp thế giới. Và xin thưa là đội nhóm của Huy đang bán hàng toàn cầu luôn anh chị em. Đội nhóm của Huy hiện nay có rất nhiều người đang ở gì ạ? Đang ở nước ngoài. Và một số anh chị em đang ở nước ngoài cũng đang ngồi học trong cái phòng Zoom ngày hôm nay. À, thì đó chính là gì ạ? Đó chính là cái niềm tin mình cần cài đặt vào trong bên trong của mình. Mình cần có những cái suy nghĩ là gì ạ? Nghĩ lớn này. Đấy, niềm tin là nghĩ lớn. Mình nghĩ lớn nó là mình bán hàng toàn cầu. Tại sao không?
đúng không ạ? Và đó chính là những cái thứ mà chúng ta cần phải cài đặt để mà chúng ta thay đổi được cái tương lai của mình. Và ngày hôm nay thì thời gian nó cũng không còn, bởi vì là rất là ngắn. Thì Huy còn hai cái module nữa, mỗi module nó sẽ diễn ra khoảng độ khoảng 1 tiếng, tức là mất khoảng 2 tiếng nữa. Thì Huy xin phép sẽ chia sẻ nó vào lần sau, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng là dậy sớm lắng nghe cái phần chia sẻ của Huy vào lần sau. Nếu như mà anh chị em thấy có cái thông báo rằng Zoom Gà Gáy có chủ giảng Nguyễn Quang Huy thì anh chị em sẽ đặt lịch, đặt đồng hồ để tham gia, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẵn sàng tham gia vào phần chia sẻ của Huy ở lần sau để Huy tiếp tục chia sẻ cái chủ đề này, bởi vì đây là chủ đề rất là hay, rất là cần thiết và rất là giá trị cho chính mỗi chúng ta. Ok không ạ? Ok nhé, cảm ơn tất cả anh chị em vì đã lắng nghe cái phần chia sẻ sáng nay của Huy. Rất biết ơn tất cả anh chị em chúng ta vì chúng ta đã ngồi đây dành thời gian cho chương trình này, đồng thời là comment rất nhiệt tình để mà giúp cho phòng Zoom có năng lượng rất tuyệt vời. Thêm nữa thì Huy xin cảm ơn ekip chương trình, những người admin thầm lặng và những cái người đang hỗ trợ cho cái phòng Zoom hoàn toàn miễn phí này. Thêm nữa thì Huy xin biết ơn anh Trung Kiên, cái người mà một người bạn, một cái người mà Huy rất là ngưỡng mộ, rất là yêu quý, đã đóng